Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh âm thanh của Xuân Đỉnh Audio. Trong clip buổi trưa ngày 19 tháng 1 thì tiếp tục Xuân Đỉnh được giới thiệu đến quý vị với những cái sản phẩm mới về. Và trong clip ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh sẽ giới thiệu cho quý vị là một chiếc âm ly đài, 3 chiếc đầu đĩa DVD, mua một thì Xuân Đỉnh tặng hai. Tức là tổng là mình bán cho anh em một chiếc nhưng sẽ tặng cho anh em hai chiếc để anh em về có thể là mày mò nghiên cứu, nghịch ngợm về tùy tâm anh em. Đây gọi là mua một được tặng hai. Và một cặp loa Diatone DS600ZA với cấu hình là bass 26, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình khá là tốt. Và cặp loa này thì nó thiếu dây căng nên cái mức giá của nó thì rẻ như loa tàu, chỉ có 5 triệu đồng. Cặp loa đẹp long lanh và chất âm thì rất là hay, đặc biệt là rất dễ ghép âm ly. Sau đây thì Sơn Đình sẽ quay chi tiết báo giá cho quý vị và quay cận cảnh cho quý vị từng sản phẩm một. Đầu tiên thì sẽ là chiếc âm ly trước. Đây là một trong những chiếc âm ly đài của hãng Yamaha sản xuất, model của nó là CR800. Thì dòng này nó là chạy 4 sò sắt Toshiba chữ đỏ. Hàng này là hàng xuất cho thị trường của Mỹ, sử dụng điện 117V và có công suất là 220W. Rất là khỏe để cho quý vị phối ghép với các cái thiết bị âm thanh nhà mình. Anh em vừa nghe được đài, vừa làm một chiếc âm ly rất là tuyệt vời. Kích thước của nó thì nó có size bề ngang là 47, mặt phay nhôm, vỏ gỗ. Thì đây cái vỏ gỗ của nó thì quý vị cũng có thể nhìn qua được là nó còn khá là đẹp góc cạnh. Nói chung là nó cũng có một vài chút trầy xước do năm tháng cũng như người ta sử dụng, chứ không thể nào nói là đẹp như mới tinh được. Và hàng nhà Xuân Đình thì bán cho quý vị thì cũng nói rõ là không bao giờ có mông má. Bán nói chung là nó mộc mạc một chút vì đây vẫn đều là hàng cũ rồi chứ không phải là hàng mới tinh. Cho nên nếu như quý vị mà thích mà đẹp như mới tinh hoặc là muốn mua mới thì chỉ có nên siêu thị. Còn ở đây thì hàng vẫn đều là hàng cũ thôi. Dòng này chạy sò sắt nên nó rất là khủng, size lớn và máy của nó thì cực kỳ nặng vật chất. Vì đây nó là một cái vỏ gỗ hộp cho nên là Xuân Đình không thể mở máy cho anh em được, nhưng cam kết với anh em là máy móc còn nguyên zin, cũng như chức năng nghe đài của nó thì còn rất là tuyệt vời. Đầu tiên là phím bật tắt nguồn, thì nó sử dụng điện 117V thì anh em có thể cắm được điện 100 hoặc 110. Cầu loa AB hôm nay có trở kháng là từ 4 đến 16 ohm khi đánh A hoặc B và từ 8 đến 16 ohm khi đánh A cộng B, và nó có công suất là 220W, sử dụng là 4 sò sắt Toshiba chữ đỏ. Có đường cắm mic, cái này anh em không sử dụng, có chỉnh bass check, có nó nớt bằng volume. Đây là volume, bên trong là ba lăng, tức là cân loa trái phải. Sang bên này thì nó sử dụng cho hệ thống FM muting, loud high là giảm tần số của bass check này, mono sitere thì anh phải sitere. Và có hai đường táp, táp 1, táp 2 để cho anh em sử dụng, cũng như qua đường AUX, tức là sẽ có 3 đường vào. Đấy, nếu như anh em sử dụng cầu A thì táp A, táp 1 ấy, thì đây là gọi là ký hiệu A và B. Anh em sử dụng táp nào thì anh em chọn táp đấy. Còn nếu như không sử dụng thì gạt về chính giữa để các cái chức năng khác nó sẽ còn tác dụng. Đấy, vừa rồi thì Xuân Đỉnh có test cho anh em bằng AUX, thì bây giờ sẽ test cho anh em là đài. Đây. Đấy, đài thì anh em chỉ cần xoay sang phần FM sau đó vặn volume. Và muốn nghe được đài thì anh em phải lắp thêm anten để nó sẽ bắt được tốt hơn. Đấy. Tần số đài thì đây là hàng xuất Mỹ, sử dụng điện 117 nên FM của nó là full tần số 108, bắt rất là tốt các đài. Nhưng theo phát triển nói chung là các chức năng về đài đó mà anh em nghe FM 90, 91 hay là 89 thì đều hoạt động rất là tốt, tiếng nó rất là trong. Và chiếc âm ly đài này thì Xuân Đỉnh bán cho quý vị với một cái mức giá rất là hợp lý thôi, chỉ có 4 triệu 500 nghìn đồng. Anh em đã sở hữu được một chiếc âm ly đài chạy sò sắt và công suất của nó khá là khủng, mang thương hiệu Yamaha CR800. Máy rất là nặng và chất quý vị nhé. Vỏ gỗ đẹp, một chút xíu nữa thì Sơn Đình sẽ quay ở đằng sau cho anh em. Tiếp theo sang bên này thì Sơn Đình sẽ giới thiệu cho quý vị là hai chiếc ba chiếc đầu đĩa DVD. Đây là toàn là chiếc đầu đĩa DVD hết quý vị. Nhưng chiếc đầu tiên này thì cho đĩa vào nó không nhận, thì cái này là anh em nói rõ là tặng. Đấy. Tặng cho anh em nhé. Chiếc thứ hai thì đây có đĩa sẵn này. Thì dòng này thì nó chỉ chạy đĩa chợ, tức là đĩa anh em mua 50.000 ở ngoài chợ ấy. Còn những cái đĩa phono như này thì sẽ không đọc. Đấy thì xuất hình nó rõ.
Cái trên thì vẫn là điện bình thường, sử dụng điện 100 hết. Thương hiệu đầu tiên là Pioneer 636D. Dòng này thì cũng anh em cũng biết là bình thường Xuân Đình bán, nếu nó chạy hoạt động tốt thì cũng gần 2 triệu rồi. Đấy, còn những cái này thì mình thấy cho đĩa vàng không chạy thì đây là mình tặng. Còn cái đầu thứ hai, đầu Hitachi DVD CD rất là nhiều. Và đây thì nó cũng có đĩa cho anh em. Mình cũng test cho anh em là nó vẫn chạy bình thường, nhưng nói rõ là chỉ chạy đĩa chợ. Đấy. Tức là đĩa mà anh em mua ở ngoài chợ đấy, ngoài đường ngoài chợ đấy. Chứ còn những cái đĩa phono, đĩa phôi tự ghi như này thì nó sẽ đọc khó hơn. Thì đây mình test cho anh em từng chiếc một. Đấy. Hoạt động rất là tốt, đây gọi là đĩa chợ nhé. Ra đây thì Sơn Đình sẽ test cho anh em trước tiếp một chiếc đầu Pioneer ở dưới. Đó là dòng DVS6D. Mặt của nó là mặt phay nhôm màu vàng chanh. Ba chiếc đầu này thì khi vận chuyển về bị thiếu hết chân. Đấy, anh em có thể thấy là cái chân bình thường nó có chân thì nó sẽ cách ra, nhưng nó không có chân thì nó bằng nhau. Anh em có thể tự vé nắp thêm những cái chân nhựa vào cũng được. Đấy. Đây, Sơn Đình sẽ test cho anh em chiếc đĩa dưới vì nó có chung một nguồn nên Sơn Đình sẽ cắm nguồn xuống dưới anh em. Tất cả nó đều nguồn điện dài riêng biệt. Nhưng đây là mình chỉ bán thôi, tức là bán một chiếc đầu mà tặng cho anh em hai chiếc đầu. Đấy. Là anh em bỏ ra một số tiền mấy trăm nghìn thôi và anh em sẽ mua được một chiếc đầu đĩa DVD. Những dòng này thì nó không chạy DVD, chỉ chạy là CD và chạy những đĩa chợ, đĩa tự ghi, đĩa chợ thôi. Chứ đĩa ghi thì nó không chạy được. Đấy. Hoạt động khá là tốt. Đây cũng là đĩa chợ nhé, chứ không phải đĩa tự ghi đâu. Này mình test cho anh em luôn. Phần cơ này của nó thì nó chạy ra chạy vào liên tục. Đấy. Dây cu gioan nó hơi trùng một tí. Size của ba chiếc đầu này nó đều là size 42. Đấy. Lúc này là hai chiếc đầu ở dưới, đó là chiếc đầu Pioneer và chiếc đầu Hitachi này thì nó đều đọc được đĩa chợ. Và chiếc đầu bên trên thì nó bị hỏng, không chạy, tức là nó không nhận đĩa. Đây, vẫn nhận bài này. Đấy, chạy. Đấy. Thì Xuân Đình bán cho quý vị ba chiếc đầu này chỉ có mức giá 700.000, tức là nếu mà chia đều ra thì nó hơn 200.000 một cái. Nhưng đây là mình bán cho anh em, là vừa bán vừa tặng cho anh em. Đấy, để anh em biết giá trị của ba chiếc đầu này. Đây là bán một chiếc tặng hai chiếc còn lại, và nó chỉ có một chiếc là bị lỗi. Thì đây ta cắm điện cho anh em xem luôn. Đấy, nó có loát đĩa nhưng mà nó không báo bài đâu, nó cứ chạy đấy, nó lại cho đĩa ra. Đấy. Thì chiếc đầu này gọi là bị lỗi, bị hỏng, thì cái này mình tặng. Giá của cả ba chiếc đầu này là 700.000 quý vị nhé. Ba chiếc đầu đĩa 700.000, chỉ chạy hai chiếc đầu dưới này chỉ chạy những đĩa chợ, đĩa anh em mua ấy, đĩa CD thôi, còn đĩa DVD nó không chạy được đâu. Đấy là Xuân Đình nói rõ không đến lúc anh em mua này và tại sao nó không chạy được DVD. Mặc dù đây nó là đầu DVD thật. Ba chiếc đầu có mức giá là 700.000. Xuân Đình vừa bán vừa tặng cho anh em về nghiên cứu. Tiếp theo thì Xuân Đình sẽ quay cho anh em đến cái cặp loa. Đây là cặp loa Diatone DS600Z. Thì những cái thương hiệu của Diatone này thì anh em cũng biết là những dòng này thiết kế loa chịu đòn, chịu công suất lớn. Cho nên anh em có thể nghe nhạc và hát karaoke gia đình khá tốt với những cái cặp loa như thế này. Model của nó là Diatone DS600ZA, thùng của nó là thùng gỗ lạng. Nó có kích thước là chiều cao 58, chiều ngang là 34 và chiều sâu là 29. Loa thùng gỗ lạng khá là đẹp, góc cạnh đẹp long lanh. Đây. Rất tiếc là khi vận chuyển về nó thiếu mất dây căng. Công suất của nó là max là 150W một thùng, chịu đòn khá là tốt, giải tần thấp nhất là 37Hz. Đến 32.000 Hz này, chắc háng 6 ôm. Đấy, cặp bắp chuối to vật vã.
Cặp này rất nặng và chất, củ rất là gấu. Thiết kế của nó là một bát 26 gân mút màng lưới đan, một chung 10 và một tép đôm. Anh em có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke nghe ngao gia đình khá là tốt với những cặp loa như này. Đây là chiếc loa còn lại, loa còn rất là đẹp. Loa trái là phải đầy đủ luôn. Đấy. Nói chung là tuy rằng nó không có e căng nhưng cái màu của nó là màu gỗ nên nhìn bày nó cũng rất là sang trọng. Và những cái dòng này thì bỏ e căng ra thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Mức giá chỉ có 5 triệu đồng, anh em đã sở hữu được một cặp loa Nhật bãi vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình, khá tốt với diện tích phòng từ 25 đến 30 mét vuông trở lại. Vì cấu hình của những dòng loa này là bát 26, nó chịu đòn khá là tốt rồi. Đấy, mức giá chỉ có 5 triệu đồng, Diatone DS600ZA. Và như vậy là trong clip buổi trưa ngày 19 tháng 1 thì Xuân Đình có giới thiệu cho quý vị một số những cái sản phẩm cũng như bán thanh lý cho quý vị một số những cái đầu đĩa. Chi tiết cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, điện thoại là 0395 727 582. Tất cả những sản phẩm này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.